Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có buổi tiếp ngài Yamada Takio, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ vui mừng và gửi lời cảm ơn đến ngài đại sứ Nhật Bản trong việc thúc đẩy hiệu quả mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng Nhật Bản và lễ khai trương khách sạn Mikayuki của tập đoàn Mikayuki trong sáng nay là một minh chứng. Chủ tịch Lê Trung Chinh cho biết, hiện Đà Nẵng đang trên đà phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, trong đó thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đối với doanh nghiệp và đang kêu gọi đầu tư nước ngoài vào hai khu công nghiệp trọng điểm là khu công nghệ cao và khu công nghệ thông tin tập trung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn thời gian đến, ngài đại sứ Nhật Bản sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả để các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục lựa chọn điểm đến đầu tư Đà Nẵng. Cảm ơn thịnh tình của lãnh đạo thành phố, ngài Yamada Takio, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, đánh giá cao những thành quả của quan hệ hợp tác Nhật Bản-Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng, đồng thời tin tưởng thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch. Ngài đại sứ Nhật Bản bày tỏ quan tâm đến những tiềm năng, lợi thế của Đà Nẵng, cũng như những dự án trọng điểm mà thành phố đang triển khai, đồng thời kỳ vọng thời gian đến, giữa hai bên sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động hợp tác thương mại, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên ngày càng bền chặt.